Con làm bà cùng phúc là an. Ave Maria, được mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là mẹ con của Thiên Chúa.
sau khi chúc lành cho các môn đệ, Đức Giêsu rời khỏi các ông và được đem lên trời. Suy ngẫm: Đức Chúa Giêsu lên trời, ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lời được hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn công đức Chúa Trời, cùng bà và ông là mọi người nữ, và Giêsu con lòng vào một phút nào. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn công đức Chúa Trời, ở cùng bà và con cũng là mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn công đức Chúa Trời, cùng bà và con cũng là mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn công đức Chúa Trời, ở cùng bà và con cũng là mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn công đức Chúa Trời, ở cùng bà và con cũng là mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần nhờ Chúa thương xót hơn. Thứ ba, Đức Chúa Thánh Thần liền xuống. Lời Chúa. Ai nấy đều tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho. Suy ngẫm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, ta hãy xin cho được lòng bày dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, nước Cha gì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cho để chúng con xa trước các điều ô nhiễm, cứu chúng con trong
Maria lại ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc là an. Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời, ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ. Cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc,
chí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đứng cứu độ tôi. Suy ngẫm: Đức Chúa Trời thương đức và trên trời, ta xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được hưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha Cha sang nước, Cha chỉ đêm đi, Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Thank you.
Tê Nguyễn Văn Nguồn, linh hồn ông Trần Ngọc Bích, linh hồn chị Teresa Trần Ngọc Lệ Cương, linh hồn Phêrô Trần Ngọc Trọng, cầu cho linh hồn Thai Nhi, linh hồn Giuse Viết Khải, linh hồn Agatha, linh hồn Stefano, linh hồn ông Venedo Lê Tường, cầu cho linh hồn Giuse Phan Văn Quang, linh hồn Dominico Ngô Văn Ất, cầu cho hai linh hồn Đa Minh, hai linh hồn Maria, linh hồn Tiên Nhân. Cầu cho mọi người trong cộng đoàn mừng bổn mạng hộ cầu nguyện. Xin Chúa thương đón nhận các linh hồn hội viên đã qua đời và xin Chúa gìn giữ ban bình an sức khỏe cho tất cả hội viên. Anh chị Linh Liên mừng kỷ niệm 30 năm thành hôn. Anh chị xin tạ ơn Chúa và xin Chúa gìn giữ gia đình bằng an luôn mãi. Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ nhân ngày kỷ niệm 20 năm thành hôn của anh chị Hạnh Tuyết. Xin Chúa đồng hành và gìn giữ gia đình anh chị. Xin cho con đi phỏng vấn công việc làm mới được thành công. Xin cho bà cố chịu được ơn chết lành. Xin Chúa ban cho chị Mã Ngọc Sư mau lành bệnh. Xin Chúa ban cho cháu Quang được bình an và mau lành bệnh. Xin ơn bình an và chết lành cho bà Maria Madeline Lê Thị Khánh. Xin cho chị Cecilia Loan giải phẫu được bình an. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Xin cho mỗi người trong gia đình được khỏe mạnh bình an. Xin cho ông Trần Văn Thường được bình an và được ơn chữa lành. Xin cho ông Anton Hoàng Văn Thiết được bình an và được ơn chữa lành. Xin cho ca phẫu thuật của anh Chu Hoài Phương được tốt đẹp. Cầu bằng an cho gia đình. Tạ ơn Chúa, cầu cho con rể trở lại để làm khách cưới với con gái. Xin cho chị Ly được mau lành bệnh. Mời cộng đoàn đứng. Lạy ơn tổng hoàng thiên thần Mi Ca Đê, xin chúc chúng con trong cơn giao chiến cánh tha sự hiền an tu sâu quý dư. Chúng con dâng mình nguyện xin Chúa chế trị nó, cùng xin nguyện soi cơ linh trên trời. Chúa và Hà Sa Tan cùng các quý dương.
chị em. Hôm nay chúng ta rất hân hoan mừng lễ bổng mạng của đoàn của Hội Cầu Nguyện. Anh chị em Thu là trưởng đoàn cũng như là tất cả các thành viên đang hiện diện nơi đây. Tôi nhớ rằng trong trước mùa dịch thì hội chủ nhật là hội cầu nguyện ở phía sau ghé ngang hội để chào hỏi quý cụ cũng như là các anh chị trong hội, luôn luôn được hội cầu nguyện cho và mong rằng mùa dịch này tuy hội không có họp lại được nhưng cũng vẫn kiên trì trong kinh nguyện hàng ngày để cho cộng đoàn, cho từng gia đình và cho tất cả thành viên của hội. Vì thế hôm nay chúng ta mừng lễ bổng mạng và chúc mừng hội. Xin Chúa luôn luôn gìn giữ từng hội viên cũng như gia đình cũng như là cộng đoàn của chúng ta. Và lời qua lời cầu cầu của mẹ xin Chúa luôn luôn nhận lời cầu nguyện của hội. Và chúng ta cũng chúc mừng anh chị Ninh Liên. Anh chị hôm nay có mặt đây không vậy? Ồ, ở dưới. Chúc mừng anh chị 30 năm thành hôn. Xin Chúa luôn luôn tuôn đổ ơn lành trên anh chị và trên tất cả gia đình của anh chị để luôn luôn trung thành trong tình yêu thương của vợ chồng và gia đình. Và chúng ta có nghe là cũng 20 năm của anh chị Hạnh Tuyết hồi hôm bữa thứ tư có chúc mừng. Tại vì mùa dịch cho nên chị có một cái bánh trung thu chia 3 xẻ 7 chung vui với nhau, nhưng cũng rất là vui để chúc mừng anh chị. Và cộng đoàn của chúng ta xin quý bà và anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho bố của anh chị Thư Mỹ, Thư My cũng như là bố của anh chị Tuấn Hoa trong bệnh viện về bệnh tim để xin Thiên Chúa cho ơn chữa lành. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Quý bà và anh chị em thân mến, để Thiên Chúa chấp nhận của lễ chúng ta dâng cũng như những ý chỉ trong thánh lễ hôm nay, ý chỉ tạ ơn cho những kỷ niệm hôn phối cũng như là ý chỉ tạ ơn của hội cầu nguyện và từng ý chỉ mà chúng ta đem tới Thiên Chúa, dâng lên Thiên Chúa trong tấm lòng của mọi người, chúng ta nhìn nhận những tội lỗi trong cuộc sống hàng ngày và xin Thiên Chúa thứ tha. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em. Trên cánh tầng trời và nền nam dưới thế cho người hiền tâm. Chúng con cảm
Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, tình thương Chúa thật là cao cả, vượt xa mọi công trạng và ước muốn của con người. Xin rộng tình tha thứ những lỗi lầm cắn rứt lương tâm chúng con và thương ban những ơn trọng đại lòng chúng con chẳng dám mơ tưởng bao giờ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống hiền trí cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Trích sách tiên tri Isaiah. Tôi sẽ ca tặng người yêu bài hát của cô bác tôi về vườn nho. Người tôi yêu có một vườn nho trên đồi xinh tươi. Người rào dọc, nhặt đá, trồng cây chọn lọc, xây tháp giữa vườn, lập máy ép trong vườn, và trong năm nó sinh quả nho, nhưng nó lại sinh toàn nho giả. Vậy giờ đây, hỡi dân phương Jerusalem và người Juda, hãy luận xét giữa ta và vườn nho ta. Nào còn việc gì phải làm cho vườn nho ta mà ta đã không làm? Sao ta trông mong nó sinh quả nho mà nó lại sinh quả nho giả? Giờ đây ta tỏ bày cho các ngươi biết ta sẽ làm gì đối với vườn nho ta. Ta sẽ phá hàng rào để nó bị tàn phá, sẽ phá tường để nó phải bị dày đạp. Ta sẽ bỏ nó hoang vu, không cắt tỉa, không vun sới, gai góc sẽ mọc lên, và ta sẽ khiến mây không mưa xuống trên nó. Vườn nho của Chúa các đạo binh là nhà Israel, và người Juda là chồi cây Chúa vui thích. Ta trông mong nó thực hành điều chính trực, nhưng đây toàn sự gian ác. Ta trông mong nó thực hành đức công bình, nhưng đây toàn là tiếng kêu hoan. Đó là lời Chúa. Vườn nho của Chúa là nhà Israel. Vườn nho của Chúa là nhà Israel. Từ Ai Cập, Chúa đã mang về một gốc nho. Chúa đã đuổi chư dân đi để ươm trồng nó. Nó vươn ngành ra cho tới nơi biên cả, vươn chồi non cho tới chỗ đại giang. Vườn nho của Chúa là nhà Israel. Tại sao Ngài phá vỡ hàng rào để bao khách qua đường đều lấy hai nó, để lợn rừng sông ra tàn phá, và muôn thu ngoài đồng dùng nó làm cỏ nuôi thân? Vườn nho của Chúa là nhà Israel. Lạy Chúa Thiên Binh, xin thương trở lại từ trời cao, xin nhìn coi và thăm viếng vườn nho này, xin bảo vệ vườn nho mà tay hữu Ngài đã cây, bảo vệ ngành nho mà Ngài đã củng cố.
nguyện và lời cầu xin đi đôi với lời cảm tạ, và bình an của Thiên Chúa vượt mọi trí hiểu sẽ giữ gìn lòng trí anh chị em trong Chúa Giêsu Kitô. Vả lại, hỡi anh chị em, những gì là chân thật, trong sạch, công chính, là thánh thiện, đáng yêu chuộng, danh thơm tiếng tốt, là nhân đức, là luật pháp đáng khen, thì anh chị em hãy tưởng nghĩ những sự ấy, những điều anh chị em đã học biết, đã lãnh nhận, đã nghe và đã thấy nơi tôi. Anh chị em hãy đem những điều đó ra thực hành, thì Thiên Chúa bình an sẽ ở cùng anh chị em. Đó là lời Chúa. Sau cùng, ông sai con trai mình đến gặp chúng vì nghĩ rằng chúng sẽ đẻ con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau: đứa thừa tự đấy rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và giết đi. Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp: ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giêsu bảo họ: Kinh Thánh có câu: tảng đá thợ xây nhà loại bỏ là trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mặt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc được câu này sao? Bởi đó, tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa, người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Đó là lời Chúa. Lời Chúa đi thôi. Quý bà bạn chị em thân mến,
Tôi xin bắt đầu bài chia sẻ này bằng một câu hỏi. Nếu Thiên Chúa đến với chúng ta trong giờ phút này, thì Ngài sẽ hái gặp được quý bà và anh chị em nho tốt hay là nho giả? Xin quý bà và anh chị em suy nghĩ cho kỹ. Trong bài đọc 1 chúng ta nghe: tôi xin hát về người yêu của tôi có một vườn nho, làm hết mọi cách để cho có được nho tốt, nhưng rồi khi đến kiếm nho thì chỉ thấy nho giả. Tôi nghĩ rằng ở nhà quý bà và anh chị em có một cái chút vườn ở đằng sau để chúng ta trồng cây, trồng rau. Tôi nghĩ rằng quý bà và anh chị em chưa bao giờ trồng một dây bí mà lại hái bầu các quý vị. Chưa bao giờ trồng mướp mà lại ra hoa quả. Nhưng tại sao cái vườn của Thiên Chúa Ngài trồng nho tốt mà lại khi đi thăm Ngài gặp được nho giả? Trồng quý bà và anh chị em cho một cây tốt tươi, cho hoa quả ngon lành, cần phải có đất tốt, cần phải có mưa nắng, không khí ôn hòa. Chúng ta là Kitô hữu có đầy đủ điều kiện để chúng ta là những hạt nho tốt trong vườn của Thiên Chúa. Chúng ta có những bí tích để chúng ta hoán cải cuộc đời, để chúng ta sống thánh thiện. Chúng ta có lời Chúa để chúng ta theo, để chúng ta suy ngẫm, để chúng ta nghe lời Chúa nói với chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng rồi tại sao quý bà và anh chị em, khi chúng ta thấy một người viết, ví dụ như sứ mệnh của trời, thì chúng ta lại tin hơn là lời Chúa mà chúng ta nghe? Tại sao chúng ta tìm trên Internet, trên YouTube, trên những chỗ mà không có lời Chúa để chúng ta kiếm đất tốt là lời Chúa, mưa nắng để cho cây sinh hoa kết quả, để cho có nho tốt trong vườn của Thiên Chúa chính là lời của Ngài? Tôi nghĩ rất là nhiều người có vốn kinh thánh, có, nhưng rồi để cho bạn hội. Chúng ta có bao giờ mở ra cái suy niệm không với bà bạn chị em? Hạt nho tốt trong cuộc đời, hạt nho mà Thiên Chúa muốn là chính chúng ta, chính chúng ta theo lời của Ngài, lắng nghe và song hành với Thiên Chúa trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và nói tới lời Chúa và cuộc sống hàng ngày, cái cách mà chúng ta đến gần gũi với Thiên Chúa nhất đó là qua lời tình nguyện. Và hôm nay chúng ta mừng bổn mạng của hội cầu nguyện, giống như là ngay bây giờ đối với những người đang thông phần trong thánh lễ của chúng tôi, của chúng ta, thì tôi đang đứng núp ở bên sau của hình ảnh của Đức Mẹ. Quý bà và chị em thân mến, núp sau lưng của một vị thánh, nhất là Mẹ Chúa Kitô, là một cách mà chúng ta trở thành những hạt nho tốt trong cuộc sống hàng ngày, noi gương của Mẹ để rồi chúng ta bước theo Mẹ, song hành với Chúa Kitô. Lời kinh nguyện của chúng ta là chúng ta cùng với Mẹ trong cái phòng kín, quý bà và anh chị em, để chúng ta cầu nguyện với Thiên Chúa, để Thiên Chúa hiện diện với chúng ta, chúc lành cho chúng ta, bình an cho các con, đừng sợ,
Lời của Chúa Kitô nói với mẹ, nói với các tông đồ trong cái phòng kín đó là lời Chúa Kitô vang vọng trong bao nhiêu thế kỷ và trong cái lời cầu nguyện của chúng ta, trong cuộc cầu nguyện của chúng ta có. Vì thế bà và chị em, chúng ta suy niệm để rồi chúng ta thấy chúng ta là hạt nho như thế nào trong tay của Thiên Chúa. Briefly to the young who are here, in the second reading, there are two things that St. Paul said that I think is very interesting. Make known your petitions and thanksgiving. In your prayers, make known or present to God your petitions always with thanksgiving. Think about it. Because we ask for so many things. We are always asking and asking and asking. When was the last time you thanked God for anything? Always asking is a sign of pessimism. Because when you ask for something, you see that it is lacking. Thanking, gratitude, is a sign of optimism. Because you cannot thank for something that is not there. You thank God for your family because it's there. You thank God for your parents loving you, taking care of you because it's happening. So be an optimist. Try and be an optimist. Try and be thankful all the time. Quý bà và chị em thân mến, chúng ta trở lại với bài âm. Thì từ một hạt nho, chúng ta trở thành người tá điều. Thường thường chúng ta nghĩ những người tá điều lo cho vườn nho của Thiên Chúa là các bậc gọi là có chức vụ trong hội thánh của Thiên Chúa. Nhưng tôi xin quý bà và chị em hãy đổi cái cách suy nghĩ đó và nhìn vào trong cuộc sống hàng ngày của quý bà và chị em để biết rằng là bố mẹ và ông bà, những mọi người trong bậc gia đình được Thiên Chúa trao cho một mảnh vườn nho nhỏ, một vườn nho của Thiên Chúa để quý vị lo. Có nhiều gia đình bố mẹ thức dậy khi con chưa dậy, làm về khi con đã ngủ. Có những người lo danh lợi, tiền tài của cải thay vì lo cho cái mảnh đất, cái vườn nho mà Thiên Chúa ta trao tặng cho để lo. Vì thế quý bà anh chị em, chúng ta cũng những là những hạt nho trong vườn của Thiên Chúa, nhưng rồi bổn phận của chúng ta là con người, là bố mẹ, là phần tử của cộng đoàn, chúng ta Thiên Chúa sẽ hỏi từng người chúng ta, còn mảnh vườn mà ta đã trao tặng cho các con nó như thế nào? Có sự hoa lợi hay không? Nguyện xin Thiên Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể trở thành những người, những hạt nho tốt trong những vườn của Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa ban dồi dào sức lực cho chúng ta để chúng ta lo cho xứng đáng cái vườn nho mà Thiên Chúa trao ban cho từng người chúng ta. Và chúng ta cùng đứng để tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng cao thành trời đất. Thank you.
Thiên Chúa đã lấy vườn nho yêu quý của Ngài từ tay dân Do Thái bất trung để trao lại cho chúng giáo hội, với hy vọng giáo hội sẽ làm cho nó sinh nhiều hoa trái. Trong tâm tình biết ơn Chúa, chúng ta hãy dâng lên Ngài những lời nguyện tha thiết. Hội thánh là người quản lý nước trời, chúng ta nhịp lời cầu xin cho Đức Giáo Hoàng, các đức giám mục và các linh mục, xin năng trong nhiệm vụ cao cả của mình để nước trời ngày càng mở rộng khắp nơi. Chúng ta hãy cầu xin Chúa. Chúa trao cho loài người khai thác. Chúng ta cầu xin cho các nhà lãnh đạo các nước biết khôn ngoan quản lý đất nước mình, hầu cho người dân được an cư lạc nghiệp. Chúng ta hãy cầu xin Chúa. Xin Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi người biết quảng đại, bác ái yêu thương, chia sẻ cho nhau như một hình thức nộp hoa lộc cho Chúa. Chúng ta hãy cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Cộng đoàn là một vườn nho nhỏ, trong đó mọi thành phần là những thợ vườn nho. Chúng ta cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta tích cực làm cho vườn nho Chúa sinh nhiều trái tốt. Chúng ta hãy cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Nhân ngày bổn mạng của hội cầu nguyện, chúng ta cầu nguyện cho mọi thành viên của hội, xin cho họ luôn sốt sáng dâng những lời nguyện như trầm hương lên trước nhang Chúa, cầu cho chính họ và cho toàn thế giới, đặc biệt trong thời gian đại dịch Corona này, và xin Chúa chúc lành cho mọi thành viên của hội. Đồng thời xin cho tất cả chúng ta biết cầu nguyện không ngừng, như Thánh Phaolô khuyên nhủ chúng ta, vì cầu nguyện là hơi thở của linh hồn. Chúng ta hãy cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Trong vài giây phút thinh lặng, chúng ta cùng cầu xin cho Chúa cho những người đã qua đời trong cộng đoàn, cũng như những ý chỉ của thánh lễ hôm nay. Chúng ta hãy cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin nhìn giữ chúng con trong tình yêu của Chúa, xin biến đổi tâm trí chúng con, ngõ hầu chúng con được hưởng bình an của Chúa và biết sinh nhiều hoa trái trong vườn nho mà Chúa đã trao cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của chúng ta được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận đi lễ vật thay cha, để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mời cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chính Chúa đã thiết lập lễ tế này để chúng con dâng lên mà tỏ lòng thần phục tôn kính. Xin Chúa thương chấp nhận và thánh hóa chúng con. Xin cho chúng con được hướng đổi, được hưởng dồi dào ơn cứu chuộc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng phải đáp và đem lại ơn cứu độ cho chúng con, vì chính người khi sinh ra đã đổi mới con người cô, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Thank you.
khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong Đức Mến cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giáo Mục Thomas chúng con cùng toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và chúng ta nhớ tới những người đã qua đời trong cộng đoàn của chúng ta, đặc biệt những ý chí chúng ta dâng lên Chúa trong thánh lễ này. Và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa, xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị.
an Chúa cho nhau. Amen.
Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận mình và máu Đức Kitô, xin cho chúng con được nên một với Người và no say tình Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin mời quý bà anh chị em ngồi và xin mời họ cầu và cầu nguyện có vài lời với con bà. Trước mẹ về sẽ tự động mời
lặng nghe con đường. Vì thế xin quý bà và anh chị em để ý, để rồi chúng ta đọc trước ở trong cái bài đọc sen của nhà thơ, rồi sau đó nếu hết chúng ta đọc ngoài đường. Nhưng đọc ngoài đường xin quý bà và anh chị em lưu ý và tránh xa những cái bài đó để xem có chỗ có đường để chạy. Cái thông báo cuối cùng là hồi hôm thứ tư tôi có đi họp với giám mục ở Việt Nam, chúng ta gọi là cái hạt ở bên này nó là cái vùng, thì cái vùng của chúng ta, cái zone là số 10, thì Đức Giám mục có nhấn mạnh cho chúng ta vài điều. Thứ nhất là bây giờ là cái second wave, cái đợt nhì của cái nhiễm bệnh. Vì thế các cộng đoàn, các giáo xứ phải rất là cẩn thận và phải áp dụng những cái quy luật của Bộ Y tế cho Đà Nẵng. Có nghĩa là ở đây chúng ta đã và đang làm. Vì thế chúng ta sẽ tiếp tục. Xin quý bà và anh chị em cố gắng theo cái sự hướng dẫn của thuyền nguyện viên của chúng ta trong trước và sau thánh lễ, để rồi chúng ta không phạm luật. Đức Giám mục nói rằng đã có một hai nhà thờ trong tổng giáo phận của chúng ta đã có người bị nhiễm đi tham dự thánh lễ, và vì họ không có giữ danh sách kỹ càng như chúng ta ở đây, Bộ Y tế đã đóng cửa nhà thờ không cho làm lễ. Và quý bà và anh chị em biết rằng chúng ta là những người ở mướn, chúng ta mướn nhà thờ. Nếu chúng ta lỡ bị cái gì thì chúng ta không có một chỗ nào khác sẽ cho chúng ta mướn nhà thờ, quý bà và anh chị em. Vì thế chúng tôi phải theo luật rất là kỹ. Xin quý bà và anh chị em hợp tác với chúng tôi để rồi cộng đoàn của chúng ta tránh được những cái khó khăn trong hiện tại và trong tương lai. Vì vậy quý bà và anh chị em, xin quý bà và anh chị em giúp đỡ cho chúng tôi ban thuyền nguyện viên cũng như là tất cả mọi người để chúng ta theo cái luật của Bộ Y tế để đảm bảo. Và chúng ta cũng đừng. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúng ta đi bình an. Thank you.
Chúa Trời, xin Chúa che chở bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, đức nữ đồng trinh nhiên bình sang lang. Thank you.